Hello anh em, chào mừng anh em đầu lại với channel của mình. Một bộ mới siêu hay đầy cực phẩm. Tựa đề là Đại Phụng Đã Cành Nhân. Hay cực nha, anh em muốn nhớ lại đăng ký kênh thật nhiệt tình. Cái mùi thối vả vào mặt mày là cái gì vậy ta? Chắc là cái con chó trong nhà lại đi bậy ở trên đường rồi, trên giường rồi, cái đầu mó tật kìa. Tớp hìa dân lái. Ý, trên tay mình đeo cái quái gì thế này? Khoan đã, mình ở đâu đây? Đại lao kinh triều phủ. Chẳng phải là hôm qua mình đang ở quán bà cùng với đám ô hợp chúc mừng rời công chức ra biển công tác sao? Còn uống tới mức mà một sống một còn không rời bỏ nữa chứ. Ui, ký ức của ta già đâu quá. Hứa Thất An, Từ Ninh Yến, phụ thân thì đã chết trong chiến dịch Sơn Hải 19 năm trước. Mẫu thân cũng vì vậy mà bệnh qua đời. Được nhị thúc nuôi nấng từ khi còn nhỏ tới khi trưởng thành. Mình đã xuyên không rồi. Quận năm luyện võ 18 tuổi đã luyện khí tới lĩnh tinh đỉnh phong rồi. Bị đình trệ kể từ đó do quan hệ của nhị thúc trở thành sai dịch của huyện nhà huyện trường. Lạc dưới quyền của kinh triều phủ. Sai dịch à? Xuyên không cũng không phải là làm cái nghề của cảnh sát này sao? Nhưng mà 3 ngày trước, nhị thúc lục bảo tật phẩm, ngự đao về hứa bình chí. Mất ngày trước, hộ tống một lù thuế ngân tới hồ bộ. 15 vạn lượng thuế đã bị mất ở trên đường đi. Thánh thượng thì nổi trận lôi đình, địch thần hạ lệnh, 5 ngày sau chém đầu hứa bình chí. Nam Định, tam tộc thì bị đẩy đến biên cương. Nữ quyến rũ thì bị đưa tới giáo phiền tị địa ngục của nữ nhân. Thần là cháu ruột của Hứa Bình Chí. Hứa Thất An lại bị giáng chức, đồng thời đây vào đại lao kinh triều phủ. Mà cách ngày tôi bị đẩy tới biên cương chỉ còn 2 ngày. Ôi trời ơi, mới bắt đầu mà đất là chế độ địa ngục rồi. Thế giới này nằm ở trong sự thống trị của đại triều phong kiến, không có nhân quyền, biên cương nào cũng vậy. Mà hoang du khí hậu khắc nghiệt, hầu hết các phạm nhân bị đẩy tới biên cương đều sống quanh năm quá 10 ngày. Hơn nữa, có nhiều người như vậy vẫn chưa tới biên cương, đã bị các kiểu như là gặp điều bất trắc, bệnh tật, chết ở trên đường đi rồi. Ê Tống à, Tống à, Tống à, ra đi đi chứ, cái gì không có hệ thống. Thế mà lại không có hệ thống ư? Cây này cũng đáng sợ quá rồi đi. Mình buộc phải nghĩ cách tự cứu mình, không thể cứ thế mà chết đi được chứ. Chỉ còn cách vượt ngục. Mình tu là hệ thống vô phu cầu đỉnh. Luyện tinh đỉnh phòng, thể chất thì mạnh khiếp người. Nhưng mà trong thế giới này chỉ mạnh hơn phàm nhân. Vượt ngục thì không thể nào. Dựa vào tông tộc và bằng hữu. Hứa già không phải là đại tộc. Hơn nữa, người trong phân tán khắp nơi và toàn bộ 15 vạn lượng thuế ngân đã bị cướp rồi. Có ai dám can thiệp vào chuyện này nữa chứ? Ý chờ một chút. Thế như luật pháp đại phụng thì lập công chịu tội à? Có thể miệng cây chết, trừ khi tìm bạc về lại. Nhưng mà giờ mình đang ở trong đại lao, lại không có hồ sơ vụ án chi tiết. Thật sự là hét với cả họng cũng không ai đáp tới. Nè, trong thời gian một nén hương, ai làm phiên đã nhắn rồi. Ý, đây là Hứa Tân Hiền từ từ cậu, con trai ruột của nhị thúc Hứa Bình Chí, đương đệ của tôi. Cử nhân mới thăng chức của Đại Phụng, đang theo học tại Thư viện Vân Lộc. Là một chỉ cường giả, vương chỉ thủ cường giả, sở trường thì mồm thối. Ồ, những binh lính này áp giải tới người biên cường đã thu hơn 300 lượng rồi. Đây là con số bạc còn lại của nhà chúng ta. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi. Trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài muốn đâu. Mình nhớ là quan hệ của hắn và chủ cụ vốn không tốt. Vậy ngươi thì sao? Ta đã bị tôi bỏ chồng dền rồi, nhưng có sự trưởng của thư viện bảo vệ không cần phải đi đầy. Lỡ tốt cho bản thân của ngươi là được rồi. Người tới biên cương thì phải thu lại cái tính nết, có thể sống được 1 năm thì hay 1 năm. Ê rằng hắn không chỉ là bị tước bỏ công danh rồi,
còn được nhập tiền tịch, còn cháu không được thi cử, không được trợ mình. Hơn 2 ngày nữa, sau khi nữ quyến của Hứa Già đã bị đưa tới giáo đường Tỳ, thì chịu đựng sự chỉ nhục. Hứa Tân Yên là người đọc sách, sao hắn có một mối tiếp kinh thành được chứ? Hả? Ngươi định tự tử hả? Cái gì? Không liên quan tới ngươi. Hãy sống tiếp. Đùa kiểu gì vậy? Chờ đã. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc từ bỏ. Hồ sơ. Người giúp ta lấy hồ sơ của vụ án mất thuế ngân này đi. Tập 2. Đại Phụng đã canh nhận. Người còn cái này làm cái gì? Ta muốn phá án. Nó nói như vậy chắc hắn sẽ nghĩ là não mình nát rồi. À, ta không muốn làm quỷ hồ đồ, có chết thì cũng phải chết cho rõ ràng chứ. Ta đã xem qua hồ sơ rồi, có thể nói cho người nghe. À không, người đi viết nó ra đi, đâu không có ý nghĩa gì cả. Mình không biết tất cả tình tiết vụ án này. À đợi một lát. À, trong các phương pháp điều tra tội phạm hiện đại, thì điều tra hiện tượng phạm tội, camera khám nghiệm tử thi là 3 phần thiết yếu không thể thiếu được. Vụ án thuế ngân để bị mất không gài chết, thời cổ đại thì không có camera, mà mình thì đã ở trong lao ngục. Cùng mày, hồ sơ có thể khôi phục lại hiện trường phạm tội ở một mức định nhất định. Tại sao mày chết thì phải xem phần tiếp theo rồi. Lao ngục. Ta về rồi. Hồ sơ ngươi cầm lấy, ta đã viết nó ra hết, không bỏ sót chữ nào. Tới giờ rồi ta phải đi đây. Ừ. Người phải bảo trọng đó. Ừ. Sự thật chứng minh đọc sách vẫn có tác dụng. Nói như châu cũ là một tên không biết chữ, vậy thì căn bản không nhận ra được những chữ nghịch ngoạc như thế này. 3 ngày trước, giờ Mão hai khác 6:30 sáng, thì ngự đạo về Hứa Bình Chí hộ tống một lùa thuế ngân kinh vào. Giờ Thìn thì một khác đội ngũ đã đến phố Quảng Nam. Vừa qua cầu thì đột nhiên là một cơn gió ập đến. Ngựa thì bị dọa cho sợ, lao xuống dòng sông ở bên phố. Một lúc sau thì thuyền tới, một tiếng nổ điếc cả tai. Nước sông dâng cao, tới 6 trượng, sóng ngục đầu ngập trời. Bên lính thì nhảy xuống sông, tìm bạc trắng, nhưng chỉ tìm được có 1.250 lượng bạc trắng, số bạc còn lại lại không cánh mà bay đi. Bảy. Kinh triệu phụ hậu đường. Kinh triệu phụ Doãn Trần Hán Hoàng. Thính thường lệnh đã cho ta biết, trước khi chém đầu Hứa Bình Chí thì từ một số thứ ngân bị đánh cắp, chỉ còn là 2 ngày, mà hai vị đại nhân phải tranh thủ thời gian thôi. Đã cần nhận Lý Ngọc Xuân, đã cần nhận làm việc lại tổ chức ở báo Hoàn Thất. Bên phía Hứa Bình Chí thì có thu hoạch gì không? Kia vỗ phù chỉ biết liên tục cầu an, ngay cả việc thuế ngân làm sao bị mất hắn cũng không biết. Ta dùng vọng khí thuật xem qua hắn rồi. Tiền thì giám chứ thải vị, đệ tử nhỏ nhất của giám thì nghi thiền giám, hắn không có nói dối. Bọn ta tiến hành điều tra và đã trao hội Hứa Bình Chí mối quan hệ cá nhân và tình hình hài tài chính đã điều tra qua một lần rồi. Phối hợp với thư sự vòng khí thuật của Tỳ Thiền Giám thì trước mắt đã loại bỏ được sự nghi ngờ. Nhưng mà việc thuế ngân đã bị mất thì Hứa Bình Chí thì bất cẩn tôi chết lại khó tránh. Ừ. Bà. À, ổn rồi. À đại nhân, thứ của đệ tử Tỳ Thiền Giám đưa ngài, còn có cả bánh bao nữa. Người của ta nói, hai mươi dặm dọc đường đi không thăm dò được bất kỳ yêu khí nào đang sống trồng, trên bờ cũng không có dấu vết của yêu khí. 15 vạn lượt bạc trắng mà có thể mang tới chỗ nào được chứ? Nó không phải lên bờ thì đã 3 ngày rồi, ngay cả dấu vết của đồ phường chúng ta cũng không tìm thấy. Không tìm được thuế ngân về thì trách nhiệm này ai gánh chứ?
Có khi nào là phương hướng điều tra của chúng ta đã sai rồi không? Có thể không phải là do yêu vật làm. Không, không phải yêu vật. Vậy thì là yêu phong làm sao tới vậy chứ? Bạn đã rơi xuống sông, sao lại vô cớ mất đi được chứ? À, sao có thể chứ? Dần sóng nước cao lên tới vài trượng, làm hai bên bờ nứt ra ư? Tập 3, đại phùng đã cảnh nhận. Thế giới này có yêu quái, mà vẫn tập tồn tại từ xưa tới nay, săn bắt và thôn vệ lẫn nhau với con người. Mà trong Nam Cường Tháp Vàng Đại Sơn, có một nơi tập trung một lượng lớn yêu tộc vàng yêu quốc. 500 năm trước, Tây Phương Chư Quốc với sự dìu dắt của Phật Môn tiên chiến với vạn yêu quốc ở Nam Cường, chiến tranh qua lại hết 60 năm, cuối cùng thì đã săn bằng được yêu quốc. Mà trên sách sử được gọi là chiến dịch này là Giáp Tử Đáng Yêu. Từ đó về sau, song vận mệnh của yêu tộc bị tổn hại dần dần đã bị suy bại. Còn Phật Môn cũng từ đó mà một phát lên tới trời cao, đại Phật đạo hưng thịnh. Nhưng mà nguyên nhân mà yêu vật cướp đi là thuế ngon gì đây? Yêu ma làm sao vốn không người tự vấn, muốn gì thì làm cái này. Suy nghĩ đi. Nói tới thì hành vi kỹ tộc rõ ràng là không phải là thịt người ngồi hơn sao? Cháu còn bạc làm cái gì chứ? Thịt người? Hả? Ôi đây đã, ta ăn xong bánh mà trước đã chứ, nói chuyện cái gì vậy? Bà ở trong mắt của yêu quái thì chưa chắc đã hấp dẫn bằng người sống. Ngay cả khi muốn có bạc thì ăn cắp hoặc là cướp đoạt đều an toàn hơn là trực tiếp đi cướp đi thuế trong kinh thành Đại Phùng. Nói thì cũng có lý, không loại trừ khả năng được người khác chỉ thị. Vậy ai sẽ chỉ thị yêu vật cướp đoạt thuế ngân đây? Lý do là gì? Tại sao mà người vô lô thuế ngân này cứ phải là phải 15 vạn lượng? Hoặc là kẻ đứng ở đằng sau có một khoản tiền rất lớn, nhưng lại không thể vừa vét của cải một cách trắng trợn, cho nên mới nhắm vào thuế ngon. Mà tuyến đường áp giải thuế ngon là ngẫu nhiên, do Hứa Bình Chí tạm thời quyết định, mà yêu vật lại có thể mai phục ở dưới dòng sông. Ở trong đội ngũ áp giải, rất có khả năng là có nội ứng. Tới thư viện Vân Lộc, tìm Nho Già Thánh Nhận để vấn tâm đi. Người xem thường vọng khí thuật rồi. Cô Ti Thiên Giám Bồ Tát sao? Ta đã nói rồi, trong cái đám lĩnh bên áp giải thuế ngọn đều lần những cái tên không biết cái gì cả. Ôi, võ phù đúng là thù bỉ. Trước khi mặt trời lặn, mình phải dọn dẹp xong cái đống hồn đồn này rời khỏi kinh triều phủ, vào cung tìm trưởng công chúa. Tỳ nghệ của đồ bóp trong hoàng cung là thuộc loại hàng đầu. Trước mắt thì vụ án tiếp triển chậm chạp, mà thời gian lại vô cùng cấp bách. Lý đại nhân à, ai là tới thỉnh giáo tùy công? Hoàng quan các người có kinh sát đã kinh nhân bồn ta có đúng không? Đây là bài kiểm tra của ngụy công đưa cho ta. Nhưng bây giờ triều đình và dân chúng ta đã nhìn chúng ta. Cùng lúc đó tại lao ngục, đề đẫn luôn. Tôi từng nghĩ xuyên không về cổ đại, giả vừa chép thờ, nhưng cơ hội này cũng có thể cô gái một chuyến. Không ngờ xuyên không rồi mà vẫn phải chịu cái sự tàn sát của xã hội. Nếu là yêu vật tạc bài tạc quái như vậy thì mình không có cách nào rồi. Không, đấy chỉ là suy đoán của kinh triều phủ. Mình không thể bị ảnh hưởng bởi suy đoán của họ được. Mình phải tự phân tích, biết đâu con có thể cứu vãn. Vì sao yêu vật lại muốn cướp đoạt thuế ngân? Thịt người không thơm sao? Chứ dù là thiếu bạc thì cũng không cần phải nhắm vào thuế ngân chứ. Nghe trời sạch nói, yêu nữ kia tộc ai nấy cũng đều rất là quyến rũ xinh đẹp. Ai có biết lại có mèo hay là có cái chó cái gì không ta? Chị nhân quân tử, ôi chà, suy lẫn lại từ đâu rồi? Vua thứ ngân có hai mẫu mảnh mối rõ ràng nhất. Một là yêu phong. Ngồi trừ võ phù ra thì các hệ thống tu luyện đều có năng lực nối yêu phong.
Vì vậy Phong chỉ có thể giải thích rõ ra là một sự tham gia của tu hành giả. Nhị thúc xuất thần võ phù, hiểm nghi đã được giảm bớt, nhưng cũng không loại trừ khả năng ông ấy hợp mưu cùng với người khác. Hai là nổ tung. Chiến đấu của tu hành giả cấp bậc cao dẫn tới sự phát nổ là chuyện bình thường. Nhưng mà trong cái vụ án này lại không có chiến đấu bằng vũ lực. Vì vậy, việc xuất hiện cái vụ nổ là không hợp lý. Trừ khi là không thể phát nổ được. Trong các hệ thống tu luyện lớn thế giới này, thì có ngự nghiệp nào phải dựa vào sự phát nổ để đạt được một tích công ta? Không đúng. Mình với kỹ triệu phú đã phạm phải sai lầm giống nhau rồi. Chỉ dựa trên mình mối rõ nhất trong vụ án này để đưa ra phán đoán thật sự là quá vội vàng rồi. Nói như đồ hướng suy nghĩ khác thì giả sử đây là một chuyện do con người làm, tay đã được lên kế hoạch cẩn thận. Có thể là kỳ hở không nằm ở trong hai manh mối rõ ràng nhất, đều là nằm trên những dấu vết đa dạng này. Dấu nổ. Người đâu, người đâu? Mau tới đây, mau tới đây. Nè, ồn ào cái gì vậy? Thấy mình sống lâu quá rồi, phải không? Nói với phụ dọn các người, ta đã có mình mối quan trọng của vụ án thuế ngon rồi. Tập 4. Ta đích thân tới cầu xin nghỉ công. Lý nhỏ nhỏ đưa hồ sơ cho tôi. À, ta đi cùng người. Có đại quá tử của đại phụng chúng ta ra tay, thì hai người không cần phải bị bệ hạ trách tội gì đâu. Nhưng mà điểm trừ ở trong lòng của người công thì nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị bệ hạ trách tội đấy. À, phụ dẫn đại nhân, thế nhưng lời của cái người bẩm báo thì của Hứa Bình Chí, Hứa Tất An nói là có manh mối quan trọng của vụ án thuế ngon này. Cái gì? Đưa người qua đây. Người mặc phi bào chắc là Đoạn Phủ, hoàng vì tử phẩm, vội đại thúc thúc cái thành kia là bạc trước ngực này, là người có tổ chức đã cần nhận. Vậy, cái cô nương xinh đẹp quá, không biết là đã gả cho ai chưa? Bằng phẳng. À, bái kiến đại nhân. Không có gì cả. Hứa Thất An à. Ba ngày trước ngươi vào ngục, người không có nói là bản thân có manh mối gì quan trọng. Người có biết hiệu quả của việc che giấu không bẩm báo không? Kỳ lão hoàng trường lương lẹo này, cho dù trong lần lo lắng tù đồ nhưng cũng quyết không mở miệng hỏi manh mối à. Nhưng mà có thể tới được đây thì chắc đã thành công một nửa rồi. Đại nhân à, vừa nãy nhi lang có hứa ra tới tìm ta, ta muốn hỏi hắn lấy hồ sơ. Lão dân liệt sĩ lần được trần tướng của vụ án từ trong hồ sơ. Cái gì? Từ trong hồ sơ? Vụ án thuế ngần vốn không phải là do yêu vật làm, mà là do người làm. Người đâu, lôi hắn suối cho ta, phạt 200 gậy. Quách. Yêu vật cướp đi thuế ngon, hầu như là việc cá hoàng đã định luận rồi. Thế tiểu tướng ngươi lại đã ăn nói bậy bộ. Theo ta về nhà lâu, hồi tính ký của tên Trần Phủ Doãn này có hơi nóng nảy rồi. Còn đã, người nói nghe xem. Thế như khẩu cung của thu vợ ở cửa thành, thì giờ máu hai khác nhị thúc của ta đã vào thành. Nhưng mà giờ thì một khác thì đột nhiên áp giải thuế ngon tới phố Phi Nam. Lúc này có một cơn gió lạ nổi lên, người bị quán sự lao xuống sông. Ta biết. Đây là lý do bọn ta kết luật yêu vật ẩn nấp ở dưới sông, đồng thời cướp đi thuế ngon. Không, yêu phong vụ nổ này chỉ là thuộc che mắt mà thôi. Thật ra là khiến cho các người bỏ qua một sai sót quan trọng. Một sai sót chí mà. Cái gì? Sai sót gì? Nhị thúc ta áp giải 15 vạn thuế ngon. Vậy xin hỏi ba vị đại nhân, 15 vật bạc trắng này nặng mấy cân? Có gì thì người cứ nói. Cái đám người cổ đại các người đúng là năng lực tính toán cũng hơi chậm quá rồi đấy. Là 9.375 cân. Điều này chứng tỏ được cái gì? Hồi chứng tỏ tí mỗi cô không được thông minh cho lắm.
Từ cổng thành tới phố Quảng Nam lộ trình là bao nhiêu? 30 dặm. Trên đường đi qua phố Xá Sầm Út, bốn bước chân của ngựa như thế nào? Ngựa? Thời gian? Thời gian không đúng. Phố Quảng Nam cách thành công thành Nam 30 dặm. Với lực quân của ngựa, dọc đường phải đi qua bốn con phố. Giờ Mão hai thất ở vào thành, không thể nào vào phố của Nam vào cái giờ thìn một khác được. Nhưng mà Thúy Ngôn quả thực là đã được áp giải tới phố Quảng Nam vào giờ thìn. Lúc đó có không ít bách tính chứng kiến được ngựa lao xuống sông, không thể nào là giả được. Đúng vậy đó, chuyện này phải giải thích thế nào? Ở cái này là bởi vì cái áp giải căn bản không phải là bạc. Quãng đường tạm thời không nói tới nhị thúc người và cái đám binh lính hộ tống có mắt hay không, trong hồ sơ có ghi lại lời thú tội của bách tính và hiện trường tại đó. Ngựa lao xuống sông, bạc ống ánh rơi vào nước, cái này cũng có giá đâu. Trước mắt thì không chắc chắn là thật. Vậy Thảo Dân chuyện đó đích thần hóa giải nghi ngờ của đại nhân. Mong đại nhân cho Thảo Dân mượn giấy bút dùng một lát. Xong rồi. Đại nhân à, xin thấy yêu cầu của Thảo Dân chuẩn bị những vật ở trên giấy đi. À thì còn biết những thứ này là không muốn làm gì. Ôi trời ơi, cái chữ viết cũng quá xấu rồi đi. Để ta xem. Con tưởng là cái gì chứ? Con chỉ là những thứ bình thường thôi, viết bởi một kẻ võ phu thô bỉ thôi. À đưa ta xem. Lão Tu Tầm nói rất hay. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Rất tốt. Đồ ngươi muốn đều ở đây cả, nhất định là phải cho bốn quan một câu trả lời hài lòng. Nến nước dây thép, muối tầm trè ly sứ và giấy tuyên chỉ. Nếu như Thảo Dần giúp đại nhân phá vụ án này thì đại nhân có thể dần thư cho bệ hạ miễn tội cho hứa già của tại hạ không? Thế nhưng luật pháp nói thì luật đại phụng lập công chuộng tội tất nhiên là có thể miễn tội. Vậy được. Tuy mình không chắc chắn là Thúy Ngôn nổ tung có phải là nói không, nhưng điểm này không hề quan trọng. Quan trọng là mở ra một dòng suy nghĩ để giải thích cho họ vào hiện tượng Thúy Ngôn nổ. Mọi việc này bây giờ của mình làm thì lại rất đơn giản. Kiến thức hóa học cấp 3. Phương pháp: chất lọc kim loại, dùng nước hòa tàn muối, dùng giấy tuyên chỉ đẩy lấy cái ly lại, từ từ đổ muối vào trong. Sau khi lọc thì lấy cái ly sứ bát lên hơi lửa, dùng tấm trè liên tục cho tới khi nước muối bay hơi là khô lại. Hắn đang làm cái gì vậy? Kết tủa natri clorua hoàn thành, nhưng tiếp theo mới là cái khó nhất đây. Điện, cái điểm nóng chảy của natri clorua trong thời cổ đại, hai điều này căn bản không thể hoàn thành. Nhưng mà thế giới này lại có một ngờ thì có thể làm. Đại nhân, đệ tử có tùy thiền giám có phải không? Tập 5. Thuật sĩ lục phẩm tỳ thiền giám, thuật sĩ luyện kim. Đồ chế này ngoài đời có tỳ thiền giám ra thì là không ai biết dùng cả. Đây chính là giám chính của tỳ thiền giám. Đệ tử thân truyền giám chính à, làm phiền tỳ giúp ta làm tác giả những cái tên này. Điều khiển lửa năng lực mà chỉ luyện sư luyện kim mới có. Ta chỉ là thất phẩm phong thủy sư, nhưng mà sư phụ ta đã tặng cho ta một phong pháp khí. Lùi lại đi. Mở điện lôi pháp khống chế tốt điện áp. Chật, nước này lại rất khó, có lẽ sẽ thất bại nhiều lần. Dương, kết tủa natri clorua thành công là sơ 2 NC cộng điện phần thì sẽ ra 2 Na-i và sơ L2 là hiện tượng bay hơi. Mình đây là bị ốc hoang nhập vào rồi sao?
diện áp vừa khít, không ngờ chỉ thành một lần đã thành công rồi. Mời các vị đại nhân, thứ này xuyên nhẹ hơn bạc rất là nhiều, nhưng bề ngoài lại rất cực kỳ giống. Có phải là các người đã biết dùng cái này đi giả đánh tráo giả mạng thành bạc không? Quả hơn nhẹ hơn rất nhiều. Nếu như thứ này có người Úc mà ngày hôm đó áp tải là cây này thì đúng là hợp tình hợp lý. Tại vì còn đường ngoài cô xem thử, không nên dùng tay cầm như vậy chứ. Thứ này bề ngoài quả thật lại rất giống bạc. Người là thuật sư luyện kim ư? À ta không phải, ta chỉ là một người biết khoa học mà thôi. Không đúng, cho dù bạc bị đổi thành như vậy thì vụ nổ này là như thế nào? Nếu không phải dưới sông có yêu vật ẩn nấp thì bạc giả đã rơi vào nước sao lại nổ được chứ? Đưa nó cho tôi một lát đi. Mời các vị xem, nếu như vứt nó vào trong nước thì không phải chuyến này số mặt này gặp nước sẽ bốc hơi. Cái này có thể lý giải vì sao sau khi mặt rơi xuống nước sẽ xảy ra vụ nổ. Nổi như vậy thì cỡ từ lúc bắt đầu chúng ta đã bị đánh lừa rồi. Kể đến sau vụ nổ này là yêu phòng khiến chúng ta lầm tưởng là yêu quái. Chuyển trọng tầm sang để theo dõi và truy bắt yêu vật. Thảo nào vọng khí tục của tỳ thiền giám lại cũng thăm dò được yêu vật. Làm lời, đừng ai nghĩ sẽ trốn thoát khỏi vọng khí tục của tỳ thiền giám của Bồ Tát. Sau khi thứ ngọn bốc hơi xuống nước, rồi xuống nước thì bên lính sẽ tìm được hơn 1.000 lượng bạc trắng. Nếu đoán không lầm, thì số bạc này đều đã trải ở lớp trên, cũng đã đánh lừa mọi người. Tên Hứa Tất An này thế mà lại khớp hết với tất cả nghi điểm rồi. Hứa Tất An, lần này ngươi làm tục lắm. Ý, con được dỗ. Tục lắm, làm rất tốt. Được vỗ vai rồi, vì đại nhân này không ngờ lại tán thưởng mình như vậy. Không cho mày nữa, tốt quá rồi. Nếu như bạc này đều là giả, vậy thì số bạc thật đâu? Thuế ngon sầu xuất khổ vào kinh thì truyền tay hết vào người khác rồi. Nó phải hỏi tội thì hàng lột vàng viền đều phải vào ngục rồi. Khó khăn của việc này lấy tim lại bạc, không khác gì mò kim đầy bỡ. Mà cái việc này nằm ở ngoài phạm vi quyền hạn của chúng ta, phải bẩm báo tới bệ hạ. Nhưng mà thế nguồn của cả đoạn đường này áp giải vào kinh thì truyền qua biết bao nhiêu là người, nói như là bạc giả thì nên phát hiện sớm rồi. Khả năng duy nhất là nó chỉ mới bị đánh tráo gần đây nhất. Người đâu, mau chuẩn bị kiểu bổn hoàng phải ra ngoài. Phụ gió đại nhân à, đừng có quên lừa hứa đó, người hứa với lão thảo nhân đó. Hy vọng Thúy Ngon có thể tìm ra được trước khi mình bị lâu đầy. Sau khi mình bị lâu đầy, chứ dù là có tìm vừa rồi thì cũng không thay đổi được kết cục của hứa già. Lỡ đâu Trần Doãn Phủ là rùi nhận tầm niên tuổi thì muốn độc chiếm cùng lào. Đành phải theo ý trời vậy. Vì sao muối lại có thể biến thành bạc chứ? Chờ đã. Hòa, đây là túi bảo bối của Doraemon ư? Cái này cho người ăn. Đây là đám ngũ trục mình sao? Thảo dân đã từng nhìn thấy liền kỳ thuật biến muối thành bạc ở trong sách cổ. Vậy quyển sách đó ở đâu? Tác giả là ai? Tác giả là hóa học cấp 3, nhà sản xuất bản giáo dục nhân dân. Sách cổ đã bị hủy rồi, nhưng mà Tây Hạ vẫn nhớ được nội dung ở bên trong. Nhưng mà Thảo dần tai họa sắp ập đến, thật sự không có tâm trạng. Hay con người xảo quyệt đấy. Tuy hiên giáo bọn ta không anh tìm vào trị chính, xử lý như thế nào phải để bệ hạ quyết. Nhưng mà các người nhận ta làm đồ đệ chẳng phải là được hay sao? Với địa vị của giám định đại nhân trong triều, tuy muốn một tên phạm nhân cũng không có vấn đề gì chứ. Người rõ ràng là một tên võ phụ, sao lại muốn làm thuật sĩ? Tất nhiên là dựa vào hơi đã hướng lợi rồi. Bởi vì ngưỡng mộ phòng thái giám định
giám chính của đại nhân. Người nói dối. Vậy người nói cho ta biết nội dung của cuốn sách Luyện Kiếm trước đã. Nội dung này hơi huyền bí, e là ngài không thể hiểu được đâu. Còn phải có lời giảng tỉ mỉ mới có thể ăn sâu vào được. Nhìn ra dưới câu chầu luôn với thực luyện kim thuật. Thuật sĩ của Tỳ Thiền Giám ta là đứng đầu. Phùng đã kinh nhận tập 6. Oxy hóa trì hài canh xì thơm mê dê. Đông và Thủy Ngân hãy nhớ lấy thật kỹ nha. Sát tỳ hài, các bốn tỳ hài bốn. Ê, thôi rồi loạn trí rồi. Hẳn đừng nói cái quá gì vậy. Người chơi ta, đại nhân. Tỳ Thiền Giám bồ ta. Nhận đệ tử, chỉ nhận đồng tử. Hả? Ta cũng là đồng tử mà. Theo ta Việt, đại lao thôi. Hai ngày sau đại lao kinh triều phủ. Hứa Bình Chí à? Hứa Bình Chí, ngựa đó vị lục bào tác phẩm, võ phu luyện khí đỉnh phòng. Nhị thúc của Hứa Thất An. Xem ra thời hạn 5 ngày đã tới rồi. Lão già, cho dù ta có chết cũng sẽ không vào nơi quỷ quái như giáo phường ti đâu. Mẹ, phụ nhân à, là ta có lỗi với bà, với con và cả cháu của ta nữa. Kịp sầu Hứa Bình Chí ta có lập trâu lập ngựa sẽ cho bà. Chỉ là không ngờ Hứa Bình Chí ta một đời yêu nước trung quần, cả nhà trung liệt theo ta ra đây, thì sau khi ký tên đồng ý thì có thể rời khỏi đây. Hế? Cái gì? À đại nhân à, ngài vừa nói cái gì vậy? Hứa đi nhận, đây là quan phục của ngài, nhận lấy đi. Hế? Chuyện gì vậy? Lão già là Tân Niên, con trai của chúng ta. Nhật định mấy hôm nay nó đã chạy khắp nơi giúp chúng ta tu sớp, triều đình mới quan hồng đại lượng. Lão già đừng có quên thầy của Tân Niên đó, lên bộ nhị làng Nguyên Cảnh năm 18 đó. Nhưng mà Nguyên Cảnh năm 18 mà cách đây cũng đã hơn 20 năm rồi. Không đúng, theo lý mà nói cho dù miệng tôi chết thì cũng không thể nào phục hồi chức quan được. Đại nhân à, ngài có biết tại sao triều đình lại miễn tội cho bổn hoàng không? Vụ án đã phá rồi, Thế Ngân đã tìm về được rồi. Luật pháp đại phụng quy định, trưởng bối trong nhà có người vi phạm luật pháp mà con trai nói dối có thể lập công chuộc tội thầy cha. Niên nhi thật sự là niên nhi. Lão già, niên nhi đã giúp chúng ta tìm về được Thuế Ngân. Không ngờ niên nhi đã tìm về được cái số tiền Thuế Ngân đã bị yêu vật cướp đi. Ta đã nói rồi mà, con trai của chúng ta là Tân Niên, là người có tài rồi mà. Năm đó ta cho nó học võ, ông không đồng ý. Có phải cho thằng nhóc Hứa Thức An luyện võ? Vì ta đã sớm nói với bà rồi, con trai của bà không có thiên phú học võ. Là cháu trai Hứa Thức An. Cái gì? Hắn đã giúp phù dõn đại nhân phá vụ án Thuế Ngân này. Hắn vừa mới đi rồi, lúc này chắc là đang chờ các người ở cửa sầu đó. Là Ninh Yến. Mẹ à, mẹ lạnh lắm sao? Mẹ à, con sắp rơi xuống đất rồi nè. Sao lại là đứa cháu đen đuổi ra chứ? Không phải là con trai ruột thúc đẩy mối quan hệ cấu cả nhà, mà lại là thằng cháu rình con đó. Hắn cũng ở đại lao giống như bọn ta, thì sao lại có thể cứu bọn ta ra được chứ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Cửa sầu kinh triều phủ. Sao mấy người nhị thúc bọn họ vẫn chưa ra vậy ta? Mẹ, khi nào chúng ta mới có thể tới Quá Nguyệt Lầu ăn cơm vậy? Chị chật, cái này à? Nhị thúc à? Thiên phú dị bẩm, Yên Ninh giàu ý lắm. Nhị thúc à, là thúc là luyện khí đỉnh phòng, chúng ta cách nhau cả mấy cấp phẩm đó. Khả bì giữa cộng phẩm cấp thế hệ võ phù cũng quá lớn rồi. Một chỗ của nhị thúc chỉ chút nữa khiến mình lìa đời luôn. Ôi mẹ ơi, Hứa Linh Nguyệt con gái của nhị thúc và thẩm phẩm đường muội của Hứa Thất An, không ngờ nên muội một mình một muội muội thanh lễ thoát tục như vậy. Ôi đừng có xem thường cô ấy, đón chờ ở trong tương lai.
trong ký ức của Nguyên Chủ thì dáng vẻ của Mùa Mùa rất mơ hồ, chắc không phải là quan tâm cho lắm. Là bởi vì Thẩm Phẩm hơi giận cả chém thớt, không thân thiện được với Đường Đệ vào Đường Muội. Đại ca, đại oa. À đúng rồi, có một ngoại lệ. Hứa Ly Năm, Nguyên Chủ không thích Đường Đệ và Đường Muội, nhưng mà đối với Đường Muội Út thì cũng không tệ. Đại hoa, bởi dáng vẻ của Mùi Út, dù sao cũng không phải là di truyền từ mẹ của cô ấy. Mồm này không có mùi đường, đường cho mùi rồi, chúng ta mới từ trong lao ngục ra. Lao ngục là gì? Thì chính là cái nơi mà mùi ngủ mấy hôm nay đó. Vậy hoa còn lại đâu? Quân ấy có mang theo đường không? Hắn không tới, đó là ca ruột của mùi. Mùi Mùi Út này không được thông minh cho lắm, là một đứa trẻ ngốc nghếch à. Điểm này nhất định là di truyền từ mẹ của nó rồi. Nguyên Chủ cho rằng là như vậy. Lý Nhự 35 tuổi, thơ tử của Nhị Túc, Thẩm Thẩm của Hứa Tất An đã tạo nên yến nhà. Nói tới Thẩm Thẩm thì tại có một đoạn ký ức mơ hồ. Mỗi năm người luyện võ ăn hết có hơn 100 lượng bạc. Cái này tương đương với tiết kiệm 20-30 năm của người bình thường. Để rồi từ ngày hôm nay, ta sẽ dọn ra ngoài, đồng thời thờ rằng tương lai Hứa Tất An con nhất định sẽ nổi bật, người đều có mà hối hận. Thằng nhóc như người có cái gì mà nhiều lời, mặt mũi với ta chứ, cút ra ngoài cho ta. Ôi sao hộ quả đi mất đây, chẳng phải là phiên bản không có gì bắt nạt được thiếu niên nghèo Thẩm Thẩm sao? À Thẩm Thẩm, đừng có vội cảm ơn, về nhà ăn cơm rồi nói tiếp. Về nhà trước đã. Cái gì? Hứa Phủ. Xấu hổ quá. Đi tìm chỗ nào? 3 tuổi viết chữ, 5 tuổi ngầm thờ, 10 tuổi đã thuộc lầu thánh nhân kinh điển, 14 tuổi đã vào được học tại quân lục thừa vượng, thành cử nhân năm 18 tuổi. Mình đúng là có thiên phú dị bẩm. Thân là một nam nhi mà ta chết một cách quanh liệt, cũng sẽ không sống trong sự sỉ nhục này. Mới nhất tập 9,